các nhà khoa học Mỹ cho rằng người dân California có thể phải trải qua một trận thảm họa thảm khốc lớn sẽ ập đến tiểu bang California, một hiện tượng ngàn năm có một rất khó tránh. Chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị phạt tù vì say rượu lái xe. Hàng loạt các doanh nghiệp Mỹ đang tăng tốc đưa các công xưởng từ các nước trở về Mỹ. Một người đàn ông đóng giả cảnh sát New York đột nhập vào nhà phụ nữ và lấy trộm 10.000 đô la. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Các nhà khoa học Mỹ cho rằng người dân California có thể phải trải qua một trận thảm họa thảm khốc lớn sạp đến tiểu bang California. Hiện tượng ngàn năm có một rất khó tránh sẽ gây thiệt hại tới 1.000 tỷ đô la. Nhưng nó không phải là một trận động đất hay một đợt hạn hán như nhiều người dự tính, mà là nguy cơ đại hồng thủy sẽ nhấn chìm một phần California thành biển. Theo đó, một nghiên cứu mới của Science Advances chỉ ra rằng biến đổi khí hậu là thủ phạm làm tăng gấp đôi nguy cơ và lũ lục thảm khốc sẽ xảy ra ở California trong 40 năm tới. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng thảm họa này là rất lớn và nó sẽ không giống với những trận lũ thông thường nào từng quét qua nơi này, theo CNN cho biết. Ông Senior Swen, một nhà khoa học khí hậu từ Đại học California Los Angeles, người tham gia vào nghiên cứu trên mô tả rằng trận lũ khổng lồ sẽ có khả năng quét qua một khu vực rộng lớn và có thể gây ra những tác động thảm khốc ở tiểu bang California. Vị chuyên gia này cho biết thêm rằng trận lũ khổng lồ này 1.000 năm mới xuất hiện một lần, hay còn gọi là trận lũ ngàn năm có một, tương tự như các trận lũ xảy ra tại San Louis và Kentucky vào mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, trận lũ sẽ quét qua một khu vực rộng lớn hơn nhiều, chẳng hạn như toàn bộ tiểu bang California. Theo các nhà nghiên cứu, những thảm họa thiên nhiên với quy mô lớn như trên là rất hiếm, nhưng có thể sẽ biến vùng đất của California trở thành một vùng biển nội địa rộng lớn. Thế nhưng các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng khả năng xảy ra những thảm họa thiên nhiên thảm khốc này và khiến chúng có thể xảy ra sau mỗi 25 đến 50 năm. Trên thực tế, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các trận mưa lớn khiến lũ quét xảy ra thường xuyên hơn. California có nguy cơ dễ bị lũ lụt và điều này có thể khiến cho hàng triệu người dân bị ảnh hưởng. Các nhà nghiên cứu cho biết Khu vực bị tàn phá nhiều nhất sẽ là thung lũng trung tâm của California, trong đó bao gồm Sacramento, Fresno và Bakersfield. Theo nghiên cứu, trận lũ lụt với quy mô lấp đầy thung lũng này có khả năng trở thành thảm họa địa vật lý tốn kém nhất khi gây thiệt hại tới 1.000 tỷ đô la và tàn phá những vùng đất thấp của tiểu bang California, bao gồm Los Angeles và quận Cam. Con số này ước tính sẽ cao gấp 5 lần thiệt hại từ cơn bão Katrina, thảm họa gây tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thậm chí một trận lũ lớn như vậy ở California cũng có thể vượt quá những thiệt hại từ một trận động đất với cường độ lớn. Nghiên cứu này là giai đoạn đầu tiên của những nghiên cứu và ảnh hưởng của trận lũ cực lớn trong tương lai xảy ra tại California. Hai giai đoạn nghiên cứu tiếp theo dự kiến sẽ được công bố trong 2 đến 3 năm tới. Nhà khoa học khí hậu Senio Swen cho biết, cuối cùng một trong những mục tiêu của chúng tôi không chỉ là để tìm hiểu những sự kiện này một cách khoa học, mà còn giúp cho tiểu bang California chuẩn bị ứng phó. Đó là câu hỏi về thời điểm trận lũ khổng lồ này sẽ ập đến, thay vì việc nó có xảy ra hay không. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Nhận tội tiểu hình và việc lái xe trong lúc bị ảnh hưởng của rượu bia liên quan đến một vụ đụng xe ở California vào hồi tháng 5 và bị tuyên án 5 ngày tù cùng 3 năm quản chế, theo bản tin của hãng tin AP cho biết. Ông Paul Pelosi, 82 tuổi đã ở tù 2 ngày và có hành kiểm tốt nên được giảm 2 ngày nữa. Theo phán quyết của ông Joseph Soga, chánh án của tòa quận Napa, Tòa cũng cho ông Paul Pelosi làm 8 tiếng đồng hồ trong chương trình trợ giúp cộng đồng thay vì ở một ngày tù. Ông Paul Pelosi không hiện diện ở tòa để nghe bản án, luật lệ California cho phép những người bị tội say rượu lái xe DUI ở cấp độ thấp có thể nhờ luật sư đại diện cho mình ở buổi tuyên án, trừ khi là có lệnh của tòa. Trong thời gian chịu sự quản chế, ông Paul Pelosi phải tham dự khóa học kéo dài 3 tháng dành cho những người say rượu lái xe, gắn hệ thống khóa xe buộc người lái phải thổi hơi vào để đo độ cồn trước khi máy xe khởi động. Ông cũng phải trả số tiền phạt gần 7.000 đô la, theo quyết định của chánh án Soga. Ông Paul Pelosi bị bắt trong vụ đụng xe vào hôm ngày 28 tháng 5 năm 2022 ở quận Napa, khu vực trồng nho và sản xuất rượu vang ở phía bắc San Francisco mức độ cồn đo được trong máu của ông là 0.082%, chỉ cao hơn một chút so với mức hợp pháp để lái xe ở California là 0.080%. Biện lý địa phương nộp hồ sơ truy tố tội tiểu hình thay vì là lái xe xây rượu bình thường vì ông Pelosi lái xe đâm vào một chiếc SUV khiến người lái xe này bị thương tích nhẹ. Người lái xe 48 tuổi từ chối không muốn nêu danh tính, nói rằng bị đau cánh tay phải, vai phải và cổ, cùng là bị đau đầu một ngày sau khi xảy ra tai nạn. Khi vụ này xảy ra, bà Nancy Pelosi đang ở Rhode Island để đọc bài diễn văn trước sinh viên tốt nghiệp đại học Brown University. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Theo báo cáo mới nhất về xu hướng dịch chuyển công xưởng Mỹ vừa được công bố vào ngày 23 tháng 8 năm 2022, Hàng loạt các doanh nghiệp Mỹ đang tăng tốc sẽ đưa các công xưởng từ các nước trở về Mỹ, tạo thêm được khoảng 350.000 vị trí việc làm cho người Mỹ, chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay. Theo dữ liệu của tổ chức nghiên cứu xu hướng dịch chuyển công xưởng Mỹ có tên là Reshoring Initiative, đây là đợt doanh nghiệp Mỹ đưa nhà xưởng nước ngoài trở lại Mỹ lớn nhất kể từ năm 2010. Riêng trong một tháng qua đã có hơn 10 doanh nghiệp Mỹ cho biết có ý định trở lại xây nhà máy tại Mỹ. Chẳng hạn như tập đoàn Micron Technology có trụ sở tại Idaho thông báo dự án mở rộng sản xuất trên đất Mỹ với số vốn tăng cường lên tới 40 tỷ đô la. Thậm chí nhiều tập đoàn nước ngoài như SK Group của Hàn Quốc cũng thông báo kế hoạch đầu tư 22 tỷ đô la xây nhà máy bao bì, các hệ thống sạc ô tô điện tại các bang Kentucky và Tennessee trao đổi với tờ Wall Street Journal vào ngày 23 tháng 8, giới chuyên gia nhận định đây sẽ là xu hướng dịch chuyển dài hạn do đại dịch Covid-19 đã khiến hàng loạt chuỗi cung ứng gián đoạn, thậm chí là tê liệt. Dù toàn cầu hóa đã là xu hướng phổ biến của cả thế giới, đặc biệt là các công ty Mỹ trong suốt hơn 30 năm qua. Thêm vào đó, xung đột Ukraine càng khiến những rủi ro liên quan tới chuỗi cung ứng gia tăng, buộc các nhà đầu tư và doanh nghiệp phải định hướng lại tìm cách đưa công xưởng trở về Mỹ để đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đưa ra nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp trở về nước, tạo việc làm ở quê nhà. Mới đây, Mỹ đã thông qua đạo luật khuyến khích sản xuất chip điện tử trong nước và đạo luật giảm làm phát. Theo đó, những công ty sản xuất chất bán dẫn ô tô điện và dược phẩm trong nước được giảm thuế và hưởng nhiều ưu đãi khác. Việc chú trọng cắt giảm khí thải trong sản xuất cũng là một lý do khác khiến doanh nghiệp cân nhắc trở về Mỹ. Bởi với cơ chế tính giá xả khí thải đang được áp dụng và sẽ được áp dụng ở nhiều nơi, việc sản xuất ở nước ngoài không còn nhiều lợi thế như trước nữa. Tuy nhiên, xu hướng đưa công xưởng trở về Mỹ cũng chưa chắc là tin vui cho giới lao động Mỹ, bởi sức ép cạnh tranh và giá sẽ khiến doanh nghiệp tìm cách thay thế nhân công lao động bằng kỹ thuật, công nghệ tự động hóa. Số liệu mới nhất do Hiệp hội Tự động hóa của Mỹ cho thấy, riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Bắc Mỹ đã đặt hàng 11.595 robot trị giá 646 triệu đô la để phục vụ sản xuất. Đây là con số cao kỷ lục, vượt xa số lượng robot mà các doanh nghiệp đặt hàng trong cả năm 2021. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Sở Cảnh sát thành phố New York đang tìm kiếm hai người mà họ cho rằng đã đóng giả cảnh sát. Đột nhập vào nhà một phụ nữ và cướp 10.000 đô la của cô ta. Video từ vụ việc vào cuối tháng trước cho thấy hai người đàn ông với đèn pin và mặc áo sơ mi NYPD tiếp cận cửa phòng riêng của người phụ nữ. Các hình ảnh trong video cho thấy một trong hai người đàn ông đó có một hình xăm lớn trên bắp tay. Khi người phụ nữ 27 tuổi mở cửa, những người đàn ông nói rằng họ là cảnh sát và đang truy tìm bạn trai của cô. Sau đó chúng đá mở cửa và còng tay người phụ nữ. Theo cảnh sát, chúng đã lấy khoảng 10.000 đô la từ căn nhà trước khi đi trên chiếc Ford Mustang màu tối. Vụ cướp đã xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 2022, nhưng hiện tại chưa có lệnh bắt nào được đưa ra và vụ việc vẫn còn đang tiếp tục được điều tra và quý vị ơi video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc như quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới